cảm tim cho một bố. Một con bị làm sao không để con khám cho? Ôi, tôi bị đau quá. Bác sĩ ơi, khám tim cho tôi đi. Con bị làm sao không? Nhưng mà bác sĩ có nghe thấy gì không đã? Bác sĩ khép một tiếng cho. Nào, bác sĩ kiểm tra xem có nghe thấy tiếng. Một cái không sợ một chút nào thôi. Một cái ấy. Nào khám đi, có nghe thấy tiếng tim tôi đập không? Con bị sao không? Để con khám. Khám đi. Vừa bố bị ốm đi. Ôi, tôi bị ốm, bây giờ khám như nào? Để con khám cho bố. Bố đập. Đang bị ốm ấy. Tim ở chỗ nào? Con khám thật, tại vì bố đang bị ốm ấy. Bố có bị sao không? Bố có bị ốm không để con khám? Tôi mệt quá, không hiểu vì sao. Có nghe thấy tiếng tim tôi đập không? Cho vào rốn thì làm sao mà nghe được.